Because on Tuesdays they all try to catch them on the way. Vào một buổi sáng khi Chuckret đang đi tới bãi biển bằng chiếc xe hơi đặc biệt của cậu thì nó bị hỏng. Thật chán quá đi. Giờ làm sao mình đi tới bãi biển được đây? Thật là ngốc nghếch. Thật là chán quá. Bạn thích chiếc xe ô tô của tớ hay sao? Ồ, tớ thích nó lắm. Emmy, hôm nay có thể là một ngày may mắn của bạn. Tớ sẽ đổ chiếc xe hơi của tớ lấy chiếc xe trượt của bạn. Ồ Red, tớ không thể đưa cho bạn chiếc xe trượt được. Tớ cần dùng nó để đi ra bãi biển. Ồ Emmy, nếu bạn có một chiếc xe hơi, bạn sẽ thật sang trọng khi lái ra bãi biển đấy. Thật thế sao? Cứ tin vào tớ. Tớ là Red mà. Được rồi, Red. Đây là một cuộc trao đổi. Mấy hòn đá trông thật là ngon. Mấy hòn đá ngon ư? Tất cả mấy hòn đá này sẽ làm được một món canh hảo hạng. Nhưng bạn không thể ăn đá được. Nếu bạn để lại cho tớ hai hòn đá, tớ có thể chỉ cho bạn cách làm món canh đá cực kỳ ngon.